Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với trò của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục Terraria cùng với thằng em mình. Yeah, ok. Thì tập này chúng ta sẽ đi kiếm khoáng sản, kiếm dương và mong với kiếm được một vài đồ gì đó ngon ngon để và chúng ta xem đầu lưỡi xương chéo ấy. Ok, và giết nó, giết được thì thôi. Mà khoan mà phải còn thuốc thủng các kiểu nữa. Thuốc mới có 8 cục. Thì ta hồi máu được rồi. Nhưng mà tí thì tạo dưới này có cây đường này xuống đây. Ngoài. Oh shit. Chú nào có đuốc không? Tình hình anh hết sạch đuốc rồi. À đây rồi. Ok. What? Thu yêu ấy. Fuck. Thế thì anh không ngon. Chỗ này có vẻ ôi ôi dương biết ngay mà dùng đi. Ui. Lại cóp à, có vẻ ngon nhỉ. Cái này phá hủy định lý vậy. Đứng xa cái cục gần một gần tỷ mét mà vẫn đào được phải. Anh có món vũ khí mới. Đây, anh có món vũ khí mới. Phi dao. Vồn. Bác có gì? Xem nào. Vũ khí mới là gì? Xem nào. Cái này mà Thor Roaring Griefer. Như cái phi dao ấy. Về 7 của bom và 7 của bom và 77 cái phi tiêu. Dầu vồn. Đào nhiều cóp về tí là làm rác. Mà rác cóp chưa chắc là đã ăn được cái con đồ lâu. Đào luôn cái ấy về nhá. Ok. Đào luôn cái dương về. Đây. Oh shit. Ngu ngợi. Tao phải giết mày. Ok, ngon chi. Bọn mày là lưng ướt. Ok. Xem nào. Đào về. Xem. Đèn thì nhiều ấy. Yeah. Oh shit. Ơi dồi ôi, cái đi. Quay rồi, có con gì kìa. Ui. Ok. Chưa làm gì ấy. Chưa làm gì. Anh ở đặt chỗ đang làm gì. Xuống là ngay. Ô, nhiều cóp rồi. Có nhiều cóp là sao chúng nào. Ô, dưới này còn đường đi nữa này. Ok, cây. Mà không biết là tìm được cái con đầu lâu ở đâu nhỉ. Mà mấy con boss kia giết nó nhỉ. Hả? Đi đúng một hướng rồi. Shit. Wow. Ui, ở đây có khu này đẹp ấy. Xuống đây. Ui, sắt. Nói. Ôi, tuột FPS, fuck. Tuột FPS, kinh hoàng. Ok. Ác mộng của các riêng mình. Đúng rồi. FPS, why? Xuống đây. Kiểu này đánh vô đấy, giật cái bụng cái. Rồi, tại sao? Ok. Shit, ok. Đâu rồi? Chết đấy à? Chưa chết. Nhưng chú đâu rồi? Sao chú đi đường đấy? Nên biết em ra chú này thì em quyết định đi thám hiểm luôn. Ok, thế là hai đứa đi hai đường khác nhau nhá. Ok. Bình biệt chú. Bình biệt chú. Tại biệt chú. Mong chú sớm sống sót trở về. Anh thì không có cái ý định sống sót trở về rồi nên là xin chín muỗi. Oh shit, fuck. Sao nó lại bỏ chỗ này học nhỉ? Shit, fuck. Ừ, như chỗ này học toán cái văn ấy. Ok.
đất, đào, 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 đào. Ok, fuck, oh shit. Phân xe. Oh fuck. Phân xe có siêu nhiều luôn. Ok, 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 ok. Shit, ok. Nhiều đồ vô. Ôi giời. Hả? Ui ui, cây ăn thịt, fuck, 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 fuck. No. Tao, tao không hề ưa mày cây ăn thịt, cứ cút đi. Cút ra khỏi cuộc đời tao. Fuck out. Có thêm máu. Đang wow. Có thêm một trái tim. Anh ở ngay dưới đít chú. Ui giời, fuck. Cool. Why? Shit, fuck. Thôi chú cứ đi rồi. Anh sẽ shit, fuck. What the fuck. Ôi giời. Ở nhà đang loạn này. Shit. Why not vậy? Đời là thế vậy. Chả làm gì đó cũng ra nó giết, fuck. Cái gì vậy? Ok. Chết đi con điên. Tao không hề có mày. Chết đi con điên. Oh, sao kìa? À. Falling Star. Em ở đó đâu ấy. Không biết Falling Star lúc mình có mai. Anh chịu. Kiếm kiếm sắt có khá khỏe vậy. Nhưng mà anh vẫn ưa kiếm vàng hơn. Trong Minecraft kiếm vàng là cái kiếm gọi là khốn nạn nhất trong cuộc đất thế. Trong đây phải gọi là mắc mạnh. Chém chết mắc nhanh luôn. Chú ơi, chú đừng đi theo vết vết chân đổ quá nhá. Đậu phộng. Vừa chỉ vì đi ngáo mà chết đấy. Chú đâu à? Em đang đứng này và chuẩn bị bị một con chú nó không biết. Ôi, có cái dương này. Để em mở. Có gì không? Không. Chỉ là dao, dao nhéo nhéo thôi. Ok. Oh fuck. Ôi con run. Lại run. Giết nó đi. Ow 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 ow. Why not, why not. Đi về nhà làm giáp là vừa nhỉ. Ok. Oh shit, why. Ui, oh shit, why, fuck. Hình như là cái chú có giáp vậy à? Muốn thế là mình là cái thành phần thành thành phần lười làm vũ khí giáp nhất rồi. Ok. Wow. Vậy ok. Hai cô tuổi bắt cua. Vãi. Anh em 69 tuổi. Và là giống kiểu anh chị cũng cục cua cháu cho bỏ lui đi với anh. Giờ lời. Giờ lời. Sắp tối rồi. Ôi, vô, đưa lên nhiều đồ cực. Tài, 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 tài. Rồi em phải đi không nhé. Quý chân. Không có nấu. Nhiều đồ cực. Oh shit. Không vỡ được. Không vỡ, không, không vỡ được đến đây. Shit. Ok. Đào. 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 Đào và đào. Fuck. Shit. Ơ, ok. Có vẻ thu thập được cũng khá nhiều iron nhỉ. Con chim. Con chim. Khá nhiều iron. Đạp. Đạp em hiểu. Ôi dồi ôi, giật thế.
Sau này về là thao hồ đồ luôn này. Nhưng mà mong là không gắm phải mấy cái quả lổ như vừa đấy nhá Pháp. Ui dồi ôi, nhiều copper vãi. Copper nhiều copper vãi. Wow. Vồn. Không biết đánh mấy cái con boss khác nhà nhỉ. Em ăn cho thử đây. Wow. Thế ra cho thử. Con dây. Wow. Whoa, shit. Okay. Đào, đào đi em. Anh đẹp trai là đã ngủ. Tại sao chú lại như thế? Wow. Tại sao chú lại ra đi? Hãy cho anh biết lý do. Bởi vì anh nhìn thấy tim anh muốn những chưa đẹp chú. Chú ơi, chú sẽ được một cái máu, bình máu. Ơ, từ, mình có cái này sao mình không giống? Cái này dưới nước nhìn được, hờ hờ. Ở đây chú không quay về điểm cô là anh sẽ dùng 10. Từ từ. 8. Từ từ. 7. 6. Không chú dùng 5, đi. 4. Oh shit, tại sao mình lại vứt đi? Thank you, friend. Tại sao mình lại vứt đi? Why? Bitch. Tối quá, sắc. Ok. Đó. Nhớ lên gác của xem có chuyện gì đã xảy ra nha. Hả? Xem nào. 5 cóp này, 7, 8 này, 16 này, hơi ít nhỉ. Thôi vậy, cứ về đi. Về đảm bảo. Ui. Về đi em. Ôi. Ui, có gì mới? Ui, đồ vàng rồi. Trời, rừng vàng, vồn. Nhìn mà anh chú thấy anh quan tâm. Chú đặt rừng phế á. Khá em, ok. Oh, chết nào. Ui, đưa đây. Ok, một đống đồ. Ui, được, đống thêm mà được có 25. Vãi. Vãi phế. Phế vơ luôn. Anh sẽ tiết kiệm. Tiết kiệm tài nguyên. Tiết kiệm tài nguyên hiếm có. Đang thay tiếng đồ một chú. Ok. Xem nào chế tạo được cái gì đây. Thay em đi. Uầy, chú nhìn anh nhá. Tài, chú nhìn anh này. Chú nhìn anh nhá. Nhìn nhá, anh đeo kính cho nó nhá. Giờ làm cái giáp nhỉ. À, sao à? Oh, shit. Nỡ lòng nào hả Tài? Sao? Chú nhìn anh ngầu chưa? Đỡ phẫu nhìn như câu nhận nhìn cái hàng rối. Bullshit. Ok. Ui cái này có 8 ATK mày. Ok. Xem nào cái này là một gỗ. Quên này, ui 12. Cái này là 10 này. Có cái quyền trượng gì này, what the fuck? Ơ, sao lại có cái này mà lại không có cái kiếm nhỉ? Why? Ê, đi tìm con boss không? Oh shit! Fuck! Tài, đi tìm con boss đây! Bác ơi, bác cứu anh cho em ạ! À, đi tìm gỗ, đi tìm thêm đồ xây nhà đi, trong cái nhà xì đạp á! Bác ơi em ạ! Sao? Em đố bác nhá! Thằng khách bác luôn! Ừ, làm sao? Bác nhảy xuống hố rồi! Chú điên à? Sao em bỏ anh nhảy xuống hố? Tám hết rồi. Anh không ngu. 8. Oh shit. Mình có cái cóp rồi mà tại sao mình lại còn... What the fuck? Hình như là cái cóp là cái đồ phế vật chất thì phải. Shit. Tôi làm đồ sắt đi.
iron. Ok. Ngón chim. Ngón chim. Đi. Đi kiếm gỗ đây. Anh đi kiếm gỗ đây. Ui, anh nhìn như anh nhìn anh như gọi là cái thằng lố đấy fuck. Ui, ok. Anh thề anh nhìn anh như thằng lố đấy fuck. Bác đi hướng nào, hướng trái hướng phải. Hình như là trái. Phải. Mở rộng cái bản đồ ra nhìn anh mà. Đừng mở là không biết mở rộng bản đồ nhá. Đâu. Mở rộng bản đồ á. Bác xa quá. Bác lao về đấy của diễn. Lao đâu, đi bình thường, đi bộ mà. Không biết đâu. Oh shit. Oh ui, đúng là ai đứng khác đảo nhanh gái. Người. Ui shit, chết đi con người. Cái con cây ăn thịt mà. Anh. Ừ. Giờ đem đi. Đào cây đây em ơi. Đào cây đây em ơi. Đang cần cây ấy. Ủa anh nghe tiếng con gì em? Con gì ấy? Đúng. Người chết đi em. Đúng rồi, chết đi em. Em không làm chút sắt rồi. Người. Oh shit, chỗ này tối nhỉ. Cầm cái đuốc ra cho sáng. Ui rồi vồn. Giết nó đi má. Ô sao này. Anh bác còn bận là hay sao tôi ghi em sắp chết rồi. Cái bác. À ừ đúng rồi, có vẻ là... Mà sao giết bác giết con này khổ vãi, anh giết nó gần chết rồi này. Chết luôn. Chú không đào được cái đập đống ấy đâu. Thế bác cho em cái cúp là gì? Không phải cái cúp ấy, nhưng là cần cái cúp gì màu đỏ đỏ cơ. Nó mới đào được. Lấy bờ lô khác đặt lên. Thế chà quên làm cái cung, quên làm cái tên. Từ lấy giờ mình chả làm cái tên gì phát. Cái cung ấy, cái cung với cái tên. Why not? Fuck. Người quá. Ngựa chết đi em. Đêm một này. Mày nghĩ mày này. Ok chết. Ngon chim. Anh đi đây. Anh sẽ đi đây. Vì mệt chú. Oh shit. Ôi. Ok. Lại vùng đất mới. Yep. Lại tam bồng. Shit. Ok. Lại vùng đất mới. Đi xa vậy. Oh shit. Từ xem mình đi xa đâu rồi. Không rõ. Đào đi em, đúng rồi, đào đi em. Trời gần sáng rồi anh em ơi. Trời sáng về nhà xây nhà nhá. Ok, đào. Thanh niên hát. Khoan ạ, từ, bình tĩnh. Thế nào? Không, anh cần cái gỗ này. Oh shit, shit, con rơi, khốn nạn. Rơi khốn nạn. Quay lại. What? Lúc mình nhảy lên, mình nhìn như cả là mình không mặc quần áo, mình mặc ôm ơi. Mày cần cú đến mày á. Anh thề lúc mà anh nhảy lên ấy, anh nhìn anh như kiểu cái thằng không mặc quần áo xong rồi ấy. Quay. Ôi biển này. Một. Anh về nhà ai? Shit. Bao lâu rồi? Đây khoáng sản luôn. Nhưng mà nhiều khoáng sản nhưng mà chắc là phải tạm dừng tập này đây thôi vì 19 rồi. Một tập mình định làm 15 phút thôi nhưng mà vượt quá thời gian rồi. Thì đề tập 2 vẫn đang định đi tìm đồ các kiểu cơ nhưng mà không biết tại sao vẫn không tìm được đồ. Hơi nhỏ chút mà. Đúng không? Tập 3 chắc chắn là sẽ kiếm được nhiều đồ ngon hơn và các kiểu có vẻ phê hơn. Thì mong các bạn
thích, like, subscribe và ủng hộ video của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn lại trong tập sắp tới. Bye.